Đây thì hôm nay mình làm cái video này, mình giới thiệu hai cái mẫu mới, mẫu mạch lô kéo mới của bên mình ha. Đây thì đây hai cái mẫu này, hai cái màu nó giống nhau, thì một số anh em đã bị hiểu nhầm ha. Thực ra hai mẫu là khác nhau, mẫu này là 400 cộng 400, này là 200 cộng 200, ra chưa? Thì tùy theo cái thẩm mỹ mỗi người, thì riêng mình thì mình đang thích cái màu này nhất, khi lên thùng nó rất là sang ha. Đây khi lên thùng nó như thế này đó, nó sẽ nhìn rất là sang, thì theo cái gu thẩm mỹ mình là như thế. Rồi thì trong cái video này mình sẽ cho các anh em thấy gì bên trong, kết cấu, tất cả những tính năng mới như thế nào, thì mình sẽ trình bày rõ trong cái video này. Nó khác nhau nha, cái bo mạch này á, là 400 cộng 400, kích thước nó là dài 45, cao á, là dài 45, rộng là 22. Còn đây là 200 cộng 200, là dài là 40, rộng là 20 ha. Nhìn nè ha, đây cục biến thế này là của 200, đặt qua bên này đi, coi chưa, cục biến thế này là 400. Thì một số cái version lần trước á, thì có một số anh em đã sử dụng rồi, đã biết qua chất lượng rồi, thì cái version này là version cải tiến rất nhiều cái tính năng và nâng cấp rất là nhiều. Bo mạch đã cải thiện hết hoàn toàn, từ chức năng lập trình, revert, DSP, chống hú, rồi nâng cấp thêm EQ và nhiều tính năng khác nữa. Đây thì 400 thì sử dụng cục biến thế nó bự này. Thì cái này cân lên là 3,8 kg, 200 cộng 200 thì nó là mặt bằng một nửa ha, coi chưa, 400 cộng 400, 200 cộng 200. Rồi mình quay cận cảnh ha, thì nó có nhiều tính năng, thì tính năng DSP, Reverse Echo, đây Reverse Delay Echo, Mid Bass, Mid Chef, ok chưa. Rồi thì trong cái bo mạch lần trước thì tất cả các anh em đã sử dụng rồi, nhưng mà kỳ này là nâng cấp giải pháp lập trình lại, cái tiếng reverb nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đây đây là phần chống hú, chống hú lúc này nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều nữa đó. Thì một số video mình test thực tế sẽ có tiếp tục ha. Đây rồi, ngoài ra mình tích hợp thêm cái EQ 5 band, 100 hạt, 500 hạt, 1 kg, 5 kg, 10 kg, ok chưa. Rồi biến thế lúc này á, thì mình đem ra ngoài, vì cái thùng mình sau một thời gian á, thì cục biến thế chịu không nổi, dằn cái mặt, nếu cái mặt cong thì giải pháp tiếp tục của mình là bỏ cục biến thế ra ngoài. Và mình cũng đã tính luôn là dây rất là dài, tới 75 cm ha, 75 cm múc luôn ha, thấy chưa. Rồi thì đỡ anh chị, mình đóng cái thùng 4 tấc đôi, kéo lên đủ luôn, đây cũng vậy, dài luôn.